Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 59. Mình đặt tên cho con cháu một cái tên mà tốt lành cũng rất quan trọng quý vị nhớ. Giống như mình mỗi ngày mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì duyên phước rất là lớn. Thì giống như tên của một người, khi người ta vừa nghe cái người ta thấy có cảm tình, dù là chưa thấy mặt nhưng nghe tên cảm giác bình an và cảm thấy có cảm tình. Còn nếu như mà không biết thì đặt một cái tên, khi người ta nghe đến cái thấy nó dội dội thì sao? Từ nơi cái tên không đẹp, không hay, khi người ta kêu mình cái là phước duyên mình bị tổn bớt. Cứ kêu đến cái phước duyên tổn bớt, thì kêu đến cái tên trong lòng cảm thấy không cảm giác thích thú. Nên đặt một cái tên rất quan trọng. Giống như mình niệm Phật, niệm Bồ Tát là một danh hiệu, khi niệm đến nghe cảm giác bình an, tăng duyên tăng phước. Thì khi đặt cái tên cho con cháu cũng vậy, rất quan trọng. Thí dụ như mình không biết đặt một cái tên gì cho nó có ý nghĩa, thì nhờ một người nào đó hiểu biết chút, đặt dùm cho các con cháu một cái tên hay hay chút. Thí dụ như ba những đức ông đặt cho những đức tên hiền, dù những đức có hung dữ cỡ nào thì ta gặp ta cũng kêu hiền. Rồi đi tu thì thầy đặt đức, tên những đức nó quay tới quay lui thì cũng được hết, hiền đức hay đức hiền, hiền đức hay đức hiền thì cũng được hết. Một cái tên như đức thấy rất là quan trọng nhớ. Giống như có một cô ở trong chùa của tu, cô này cô không có đẹp gì, nhưng mà những đức thí nghiệm, những đức gọi cô là hiền người đẹp, thường kêu cô vậy. Cô rất là vui, cô rất là thích kêu cô như vậy. Đó mấy tháng sau sắc diện càng ngày càng đẹp lên, tại vì kêu như vậy trong lòng quá vui, thích thầy kêu mình như vậy, thích còn trẻ mà. Xong tự nhiên mặt mày sáng sủa đẹp lên quý vị. Đó. Thì rõ ràng là một con người mà sanh tâm hoan hỷ vui vẻ, sắc diện càng ngày càng tốt lên. Còn một con người mà câu có bực bội, nó có đẹp từ từ nó cũng xấu. Nên tất cả những người bị bệnh đau, ung thư hay bệnh gì đó, mà dù là bác sĩ phán không có thuốc trị nhé, nếu như quý vị mà có thể sống lạc quan, sống vui, niệm Phật ăn chay phóng sanh, bệnh tình quý vị có khi không uống thuốc mà hết 100%. Thí nghiệm thử đi. Tại vì mỗi ngày mình vui là nó đang dưỡng khí lực, nuôi dưỡng tế bào của mình tốt đẹp lại. Còn một con người mà săn hẳn khó chịu là quý vị đang phá hoại, tim gan phèo phổi quý vị nằm bên trong, nó bị tổn thương và phá hoại, và phá hoại luôn tế bào. Mà tế bào quý vị bị phá hoại rồi cơ thể bị sao tốt được. Và nước quý vị trong cơ thể sẽ kết tinh xấu. Nên một con người mà thường sanh tâm hoan hỷ, vui vẻ, an lạc thì nước trong cơ thể quý vị sẽ kết tinh tốt, cơ thể bệnh đau tự hồi phục và hết. Nên quý vị nhớ rằng bệnh đau, bác sĩ chạy ung thư cũng chưa hẳn là chết. Cái chết của con người nó còn chưa đáng sợ bằng là cái lo âu. Cái bất an lo âu nó còn đáng sợ hơn là cái chết. Các vị biết. Nên tất cả những người bệnh đau nhớ câu này. Dù mình đi khám bệnh, bác sĩ có phán mình một căn bệnh không có thuốc trị, khỏi cần phải bận tâm nặng nề quá. Vì nghe lời những đức,
Hãy sống những ngày tháng còn lại cho đặc biệt đi. Hãy sống những ngày tháng còn lại cho thật đặc biệt. Có khi quý vị còn tiêu nghiệp hết bệnh. Rồi nghe lời những đức quý vị cứ niệm Phật, nếu như thọ mạng đến thì mình có một chỗ đi về. Như Hòa Thượng hôm qua ngài nói câu rất là hay. Mỗi một người chúng ta thường vui thì cái cuộc sống mình nó đều tốt đẹp hết. Chỉ cần mình thường vui thì cái cuộc sống mình mọi mặt nó đều tốt đẹp hết. Vậy thì mỗi người mình mà dù mình gặp sự cố gì trong cuộc đời mà mình vẫn sống bình thản, mà muốn như vậy là phải có chỗ đi về, đó là niệm Phật. Nên hôm qua Hòa Thượng cũng có nói một câu rằng có người đa phần là sợ chết, nhưng con người mà không sợ chết thì là biết được chết đi về đâu, nên không sợ chết. Nên tại sao cái người niệm Phật gây dựng tín nguyện họ không sợ chết quý vị? Vì họ tin rằng khi họ thọ mạng đến Phật với Ai Di Đà rước hay gì cực lạc, nên họ đâu có sợ chết. Vì nhớ nếu như chúng ta tín nguyện niệm Phật kiên cố thì khi chúng ta cặn tử nghiệp là chưa chết Phật đã rước, Phật rước lúc mình chưa chết. Hàng Phật tử nhớ nghe, phải nuôi dưỡng tín nguyện cho cực kỳ kiên cố thì khi cặn tử nghiệp là Phật rước mình lúc mình chưa chết. Nhớ, Phật rước mình lúc mình chưa chết, chứ không phải là rước mình lúc mình chết. Chết rồi khó giảng sanh, nhưng Phật rước lúc chưa chết là lúc còn sáng suốt tỉnh táo, Phật rước rồi. Nên phải gầy dựng tín nguyện cho cực kỳ mạnh. Người đã có một phương hướng đi về thì không sợ chết, mà người mà thường sợ chết lo âu là do gì? Không có chỗ đi về, mù mờ nên sợ chết. Và thường ngài nói rằng người gần chết sợ hãi lo âu là vì không có chỗ đi về. Nên mỗi một con người chúng ta, vì sao mỗi ngày không nghe pháp niệm Phật để có chỗ đi về, để khi cặn tử nghiệp chúng ta bình an, không lo âu sợ hãi. Con người khi không lo âu sợ hãi khi cuối đời là sự tái sinh của họ 100% tốt, chắc chắn tốt. Nên mình mỗi ngày nghe pháp niệm Phật nó cởi mở tâm tư, con người vui vẻ tự tại. Những đức nói rằng những vị vãng đã qua hay là những cái tương lai chưa đến, quý vị nhớ rằng nghĩ về tương lai, nghĩ về vĩ vãng cuộc đời thì con người này thường nặng nề, thường nặng nề. Nếu như quý vị những ngày tháng sống an vui tự tại, nghe theo lời Phật dạy, an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta, dù người bệnh đau ung thư bệnh gì không có thuốc trị, nhưng ngày nay giờ này mình đang được sống, mình đang còn được sống ở cõi đời này, là tại sao mình không làm một tấm gương, một con người sống lạc quan yêu đời, sống tốt đẹp, mà đi mang một tâm trạng chết rồi. Những đứa hỏi quý vị, mang một tâm trạng chết rồi không có kết quả gì cho bản thân quý vị hết. Từ thân tâm không có kết quả gì hết. Mang một tâm trạng chết rồi không có lợi ích gì cho thân tâm. Nhớ nghe, nhớ. Hàng Phật tử phải nhớ câu này, mang một tâm trạng chết rồi không lợi ích gì cho thân tâm. Rất là nhiều người đang sống trong cuộc đời này mà mang một tâm trạng chết rồi. Thí dụ như bị khiếm tật, tật nguyền, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Một con người mù, buồn chán, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Một con người bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Một con người bị chồng bỏ, vợ bỏ, thất tình, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Tự nhiên trước mắt mình là một bầu trời u tối, không có ánh sáng, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Cuộc đời của người mình làm ăn không giàu sang gì, mà nhìn người ta giàu sang, mình mong muốn được giàu sang, nhưng làm ăn hoàn toàn không thành đạt, nghèo nàn, bị người ta xem thường, mang một tâm trạng chết rồi để sống. Nên bê tha, hư hỏng, rượu chè, thuốc men, làm nhiều điều muốn hủy hoại bản thân, mang một tâm trạng chết rồi để sống, quá dại khờ. Như vậy thì làm sao phát triển được chính mình?
Quý vị nhớ rằng dù cho mình không có cái phước giàu sang địa vị, nhưng mà mình cũng mang một tâm trạng tự tại để sống. Như vậy thì có khi mình còn không bao giờ thua cái người đang giàu sang mà bị tiêu cực. Quý vị hỏi Như Đức là người giàu sang có tiêu cực không? Như Đức trong chùa gặp rất nhiều người giàu sang. Có tiêu cực không? Có tiêu cực. Giàu sang có địa vị vẫn bị tiêu cực luôn. Quý vị đừng bao giờ nói chỉ có nghèo khổ, bị bỏ rơi này kia mới khổ. Người giàu sang bởi vì nhìn thấy họ hạnh phúc nhưng thật sự không có hạnh phúc. Giàu sang, vợ đẹp, con xinh, nhưng trong gia đình lại có thảm cảnh. Có không? Có mà. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình đừng bao giờ cho rằng mình bệnh đau, tật nguyền, bị bỏ rơi, mắc của, nghèo nàn, xấu xí. Mọi vị mang tâm trạng chết rồi để sống, đúng là quá dại khờ. Người mà mang một tâm trạng chết rồi để sống thì đúng là thê thảm à. Chắc chắn quý vị luôn, hiện đời khổ, cuối đời đọa lạc, không có một cái kết quả gì hết chứ. Nếu như quý vị mỗi ngày bây giờ niệm Phật, ăn chay, cầu sanh cực lạc, quý vị coi quý vị đặc biệt không? Mang một tâm trạng như vậy thì quý vị tuyệt vời không? Người mà bệnh đau quý vị đem cái câu chuyện này, đem bài giảng này gửi cho họ nghe đi. Phấn chấn lên. Không phấn chấn lên, không lẽ mù mờ đi sống, đau khổ đi sống có nghĩa lý gì? Nhưng Đức hỏi quý vị, tất cả những gì mất mát trong cuộc đời này, nó mất, nó đã mất rồi. Quý vị mang một tâm trạng đau khổ đi sống, nó có lại không? Có không? Không bao giờ có lại. Bị ăn trộm, ăn cắp tiền bạc, đau khổ để mất tiền, hay là vui vẻ để mất tiền? Nếu như quý vị vui vẻ để mất tiền, quý vị là quá tuyệt vời. Có vị bình thường khi mất tiền thì chỗ này quá đạt. Đạt là gì? Trung đạo. Mình vui vẻ khi mất tiền khi người ta ghét mình, mình bình thường khi mất tiền thì không có chuyện gì xảy ra. Nên tất cả những việc gì đến với chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Sự mất mát gì trong cuộc đời này chúng ta vẫn giữ được trạng thái bình thường thì quá hay quý vị, đặc biệt vô cùng. Không lẽ đau khổ đi mất tiền, đau khổ đi bị bỏ rơi, đau khổ đi khi bị bệnh đau? Tất cả những sự mất mát, đau khổ trong cuộc đời chúng ta lại đem nó để vào tâm để làm mình nặng nề khổ sở. Vậy thì chúng ta quá thê thảm. Vì công nhận suy nghĩ phải là thê thảm không? Quá thê thảm. Như có một cô trên thành phố, cô cũng đi chùa, cô cũng bố thí cúng dường, cô cũng niệm Phật, cô cũng ăn chay luôn. Nhưng cô nghe những đức giảng hoàn toàn cô không có tâm. Khi có lần cô gặp tai nạn, nằm bệnh viện, cô rất bình thản luôn, rất bình thường. Chân bó bột lại, cô vẫn vui vẻ niệm Phật. Cô nhắn tin những đức, nói rằng con sao thầy ơi, con tu hành con hiểu, nghiệp nặng báo nhẹ. Nhân Đức nói rằng cô làm tấm gương cho người niệm Phật, làm tấm gương cho bạn đồng tu, nhìn cô để sau này người ta có sự cố gì từ tấm gương của cô mà ta học theo, ta làm. Nghiệp thì tiêu mà phước thì tăng. Dù nằm bệnh nhưng cứ niệm Phật nghe Pháp đi, gương mặt tươi vui như thở nào vậy, vui vẻ, đừng có mang tâm trạng nặng nề gì hết. Cuộc đời có người vô thường, sanh già bệnh chết, chuyện này là bình thường thôi. Mình cứ nghĩ rằng tai nạn đó là đang nhắc nhở mình tinh tấn niệm Phật thêm. Phật cũng là gỡ mình cho mình một thông điệp. Mình không niệm Phật thì mình như vậy, thì vui dương gỡ mình thông điệp. Còn mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình gặp tai nạn này kia, thì Phật A Di Đà đang gỡ thông điệp cho mình, nhắc nhở mình. Các con cố gắng niệm Phật đi, sắp đến rồi đó. Phải dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, sắp đến. Nên người niệm Phật của mình phải có một tư tưởng nhạy bén, hoạt bát, thoáng mát, chứ đừng có mang một tâm trạng nặng nề, nóng nảy, u tối, khó chịu. Mang tâm trạng gì đi sống được cái gì? Còn người phải mang tâm trạng thoáng một chút đi sống. Có những việc gì thấy nó ghê gớm đến với chúng ta mà đến chúng ta là thấy nó bình thường. Vì trong cái cuộc đời này có cái gì mà chúng ta cầm theo được đâu mà quá nặng nề. Không có gì mình cầm theo được chứ. Dù là giàu sang phú quý, vợ đẹp con xinh,
Một hơi thở thở ra con hít vào, cái gì là của bạn? Không có gì bạn cầm theo được chứ, thì không cần phải nặng nề gì hết quý vị. Nhớ phải nhận thức như vậy thì cuộc sống mình tuyệt vời lắm. Trời ơi, mỗi ngày mà Phật tử mà nghe gì những đức nói quý vị vui sướng tự tại cỡ nào chứ. Nên những đức nói với hàng Phật tử rằng quý vị dẫn người ta cộng tu thứ bảy chủ nhật đồ, ngày lễ với Quan Âm 4 ngày 17, 18, 19, 20 sắp đến tháng 6 nè, quý vị biết rằng cái việc làm quý vị là cái việc làm đặc biệt lắm. Nhất là mỗi tuần chủ nhật quý vị đều dẫn người ta đi đến đây để mà cộng tu, hoặc là thứ bảy bên chùa mới. Những đức nói cho quý vị nghe chứ, quý vị đang giúp người ta làm Phật, giúp cho người ta cởi mở tâm tư, giải tỏ cõi lòng. Có người hư hỏng thì sửa sai, còn có người tốt thì càng tốt đẹp hơn. Nên mỗi một con người chúng ta càng phải được tiếp nhận giáo dục quý vị ơi. Quý vị coi như ngày chủ nhật mình đến, thứ bảy mình đến, bao nhiêu nụ cười chưa? Những nụ cười đó là sự thành đạt trong cuộc đời cho quý vị đó. Con người sống mà u sầu nặng nề làm gì có cửa thành đạt. U sầu nặng nề thì có thành đạt cũng là sự khổ đau, có được lợi ích gì đâu. Nên con người mình dù nghèo cỡ nào đi chăng nữa, thiếu nợ gì thiếu nợ, thiếu nợ thì làm trả từ từ chứ. Khổ đau còn làm được cái gì? Có nhiều người, người ta gặp một người này mặt buồn khổ, ta nói nhìn cái mặt là biết là thiếu nợ, nhìn cái mặt là biết hết tiền, thấy không? Mình buồn khổ, đau khổ, người ta vừa gặp mình ta nói nhìn mặt mình thấy thiếu nợ, nhìn mặt là thấy hết tiền, nhìn cái mặt cái là thấy không có mùi xuân. Người ta vừa nói những câu này, những đức hỏi bị ngóc đầu lên nổi không? Quý vị đi xin việc làm ai nhận quý vị? Nghèo khổ nhưng mà may mắn thay có một gương mặt tươi vui, dù xấu nhưng vẫn còn cái vớt lại là gương mặt tươi vui. Có người mình không đẹp mà nhờ có duyên nên còn hơn người đẹp. Bây giờ mình mang cái bộ mặt cũng hơn là cái bánh chưng, mình đem ra mình chưng trước công chúng, ai mà muốn nhìn mình không? Hơn là bánh bao chiều, hiểu bánh bao chiều không? Bánh bao chiều là bánh bao ế. Bao chiều là bánh bao ế. Nên từ nơi đó mà mang cái bộ mặt như bánh bao ế, nhưng đứa hỏi quý vị ngóc đầu lên nổi không? Hả? Nên nó tại sao mà nghèo? Nó nghèo hoài luôn. Vì sao? Vì cứ mang bộ mặt bánh bao chiều thì thua. Những đức nói quý vị mà nghe những đức nói chuyện, quý vị có cơ hội lập nghiệp, có cơ hội để mà vượt lên chính mình, chắc chắn quý vị luôn. Mà cái vượt lên chính mình là từ đâu? Nụ cười chứ từ đâu? Nói tới động bánh bao chiều này mắc cười quá. Nói chuyện mình mà còn thấy an lạc, vui, sướng, tự tại thế chứ. Nên quý vị dẫn người ta đi đến đây tu, hay là lễ diếu âm 4 ngày mà thuyết pháp 16 buổi, đây là cơ hội cho quý vị. Đem tất cả chất xám ra chia sẻ cho quý vị luôn, không đến vừa tội. 16 buổi 4 ngày lại 2000 lại thêm cái đó, những đức này. Nghiệp có nặng cỡ nào đi chăng nữa cũng bị quay mòng mòng. Chứ sao? Nghiệp có nặng gì nặng mà nghe dồn dập 16 buổi 4 ngày lại thêm 2000 lại nữa. Đầu hàng. Thôi đầu hàng. Chịu không nổi hôm nay. Nên nghiệp bị nặng, nặng cái nào nặng là ở đầu hàng. Chịu thua bó tay. Làm ghê quá, ngày nào cũng chao đảo. Quay như dế, hỏi sao chịu nổi. Hỏi đầu hàng trời, mắc dép luôn. Đó. Nên người văn nghiệp phá thai, ung thư, bệnh này bệnh kia, buồn chán vậy đó. Nó bởi vì là ở đây thứ bảy chủ nhật đồ, là ở đây cộng tu. Bởi vì chỉ người ta thất tình đâu đó. Thất tiền, thất tình, thất duyên, thất tùm lum là ở đây. Thứ bòi chứ là ở đây truyền cho chút máu. Máu gì? Máu cười. Người nào mà buồn quá, chán nản rồi là ở đây tôi truyền cho miếng máu. Máu cười. Chưởng cho vài cái tỉnh hồn. Thấy không? Nên mình có xấu xí cơ nào xấu xí, đừng có mang cái bộ mặt. Ôi trời, đi xin việc làm mà lỡ mà. Chú à, nhận người làm nữa không chú? Khổ quá ông chú,
thấy mình cái là thấy không cảm giác, thấy không, thấy không cảm giác, dù có nhận mình chăng nữa chắc cũng đưa cho sau hè làm gì, quét nhà cầu. Nên từ nó ngoài đời là nó quét nhà cầu là hạ cấp lắm quý vị. Còn trong chùa quét nhà cầu là cũng dạng cao thủ, ngộ lắm, Phật pháp đi ngược dòng nước mà. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, cái chỗ lạc quan sống những ngày hôm nay nên trân quý, đó là hạnh phúc nhất. Nhớ nghe, sống lạc quan của ngày hôm nay nên trân quý, đó là hạnh phúc nhất. Nên Phật tử mà biết những đức là quý vị không còn buồn nữa. Phật tử nào mà nghe những đức giảng mà lỡ đây mà nói buồn, có chừng bị quýnh, bắt nằm xuống quất thêm cây nữa, rồi tỉnh hồn luôn. Nên nhớ, ở tao nghe cái kiểu này mà buồn cái gì không biết nữa, không còn buồn gì hết trơn. Nên những đức nói rằng là quý vị thuê xe mà rủ người miền quê mình mà đi đến đây cộng tu thứ bảy chủ nhật được trong mùa hè dịp này nè. Trời ơi, mùa hè con cháu được nghỉ nè, tổ chức xe khổ đi tu. Bây giờ mỗi tuần thứ bảy cho mùa hè này những đức lại nấu ăn cho các cháu nữa. Mỗi chiều thứ bảy vui gì đâu, đúng là các cháu nó hạnh phúc đặc biệt. Giống như mình được cộng tu buổi sáng bên chùa mới, xong về là hộ pháp, về hộ pháp tối lớp đạo làm con, lớp đạo làm con xong sáng mai cộng tu chủ nhật, cộng tu chủ nhật xong rồi tới trưa phóng sanh cũng đi thật, xong ăn cơm đi về. Tò cái chuyến đi gì đâu mà nó hạnh phúc, nó đặc biệt gì đâu, thấy không? Ôi, con người mình mà quý vị biết rằng cứ mang tâm trạng nặng nề khổ hoài nó ngóc đầu lên không nổi. Bây giờ cỡ mở lên đi, lỡ đây nghe Phật pháp mà gặp ông thầy cũng vui, nói chuyện với mình cười đủ vui rồi, biết đâu mình cười mình có cơ hội phát triển thì sao. Con người quý vị nhớ, một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Vì uống thuốc bổ hoài nó không bổ, bây giờ lỡ đây cười đi nó bổ. Nó mà gương mặt mình mà cười nó săng lên, hiểu, săng lên hiểu chưa, thịt nó cũng săng. Con người mình buồn hoài nó sệ hết luôn, nó thịt gì mặt gì nồng nọc. Nó ở đây cười lên cho nó săng lên, phải không, săng chắc là cười nó là cách dưỡng khí. Mà con người mà thường vui vẻ an lạc niệm Phật không có nặng nề chứ là cái khả năng dưỡng khí cao, mà khí lực được dưỡng đầy đủ và trí tuệ sáng, nhớ không? Chứ mà thường chúng ta 82 tuổi đầu óc minh mẫn tỉnh táo, mắt sáng, lỗ tai nghe rõ ràng, đó là cũng là dưỡng được khí lực ấy. Nên phước báo giữ cái tâm cũng thiện, nên nó không có phá hoại cái bản thân. Còn nếu như mình mang một tâm trạng ác, nó phá hoại bản thân mình sớm. Nên con người nên phát thiện quý vị. Mà phát thiện lớn nhất là niệm Phật. Niệm Phật là cách phát thiện hay nhất. Nhớ Phật, niệm Phật thì thường vui, mà quên Phật thì thường khổ mà. Thấy không? Nó nên trong dịp hè này quý vị rủ người ta thuê xe rồi rủ người đi tu. Nó ôi, vui gì đâu mà sao lỡ tu. Rồi viết Quan Âm 17, 18, 19, 20 nằm vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 4 ngày. Năm nay nhà Đức đặt 20 ngàn cái máy niệm Phật tặng quý vị. Món quà này quý vị biết quý lắm. Ví dụ như mình đặt được cái máy bình thường đó, gì đó. Nhưng mà cái này mình lại 2 ngàn lại được món quà thầy tặng, quá ý nghĩa trong cuộc đời mình thật sự. Nhà Đức nói chiếc máy mà nhà Đức tặng quý vị mà lại 2 ngàn lại, đúng ra vì xài dù có hư vì cũng để chiếc máy lại kỷ niệm, lại 2000 lại Bồ Tát Quán thế em, giống như thành báu vật để làm lưu niệm cho gia đình con cháu nhìn nhận đó luôn. Đời của ông bà cha mẹ đã từng dự pháp hội 2000 lại Bồ Tát Quán thế em, 4 ngày nghe 16 buổi thuyết pháp, nó là một cái kỷ niệm ấn tượng của cuộc đời luôn quý vị. Đúng ra để cái bản ghi lại luôn, để chi, để nhắc nhở người sao cuộc đời người đó vậy, từ khi mà biết tu hành nghe pháp đồ làm những việc ý nghĩa, đúng là đời của họ sống những ngày tháng vui vẻ tự tại, thấy không? Mình làm việc đó không phải phê phán gì mà mình gì mọi người. Hôm qua có một cái cô nhắn tin của họ, dạ thưa thầy,
Bị mụn là nghiệp chướng gì vậy thầy? Những đức nói chắc là nghiệp sân si. Những đức cũng nói mụn. Sân si lên nó nóng. Nóng rồi thì nói mụn đó chứ sao? Thì thôi đừng có sân si, niệm Phật đi. Niệm từ từ nó lặn thôi. Và không như đức nói mụn cái này nó cũng bự ghê. Để đại này cũng lặn lặn xuống một chút. Hết đau. Con người mà nó muốn nổi gì nó nổi thôi. Đó cũng là cái tốt. Xì độc đấy. Bên trong nó chướng trong dữ quá. Thì chỗ nào mà nó xì ra được thì nó xì ra. Nên từ nơi đó mà hỏi nghiệp chướng gì thì chắc chắn rằng là tham sân si nặng nề thôi. Thì những đức cũng vậy, cũng có tham sân si. Thì thôi chúng ta cùng điều chỉnh lại. Thấy không? Vui cười cho nhiều. Nói tóm lại là cơ thể mình mà quý vị, nó muốn nổi gì nó nổi thôi. Có lúc mà da con người mình nó mỗi ngày nó tiếp nhận bao nhiêu cái chất thải ra ở trong cái xã hội cuộc đời này giờ. Có khi đến lúc thì nó nhiễm khuẩn. Rồi cơ thể của mình tự nhiên nổi mụn lên này kia. Dùng cái tâm an lạc vui vẻ, từ từ tự nhiên nó lặn mất tiêu. Còn mình nó soi bói nó hoài. Nên có nhiều người gương mặt gỗ, soi bói nặng với lỗ mặt luôn. Nói mình cứ để đại nó đi, dù cỡ nào nó cũng không đến nổi lỗ cái mặt mình. Nên từ nơi đó mà mình là người niệm Phật, cái chân thật niệm Phật, vui vẻ an lạc tự tại, sống những ngày tháng của mình quá tuyệt vời. Sống gì là quá ý nghĩa quý vị. Sống những ngày tháng mà vui vẻ an lạc niệm Phật thì tuyệt vời quá. Nhớ đừng mang một cái tâm mà chết rồi để sống. Đừng mang tâm trạng chết rồi sống. Hãy mang cái tâm trạng lạc quan mà sống. Muốn được lạc quan thì nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Gây dựng cả đời nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Sống cuộc đời ngày nào cũng sống vui, ngày nào cũng sống tốt. Vì nghĩ tốt làm tốt, nghĩ thiện làm thiện, thì cuộc đời mình vui vẻ an lạc thôi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Đều phát nguyện, đời này con phát nguyện phải về Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.